Dạ đó giờ chưa có tình hình. Sao hoài giống như mình gặp quen trên mạng thì gặp xong rồi chuyển thôi đi tiếp. Cái bạn nhìn xung quanh bạn bè của mình ai cũng đều có chồng có vợ rồi có con này kia, anh có cảm thấy bị bồn chồn hay là bị khó chịu không? Còn sao mình có lo? Mình cũng có lo chứ, tại mình thấy giống như vợ chồng mà cãi lộn nhìn nó sợ sợ. Đưa đây, đưa vàng đây cho tôi. Nó còn đồ dữ cái gì? Dữ vậy? Bốn tiền nào đẻ trả lại cho, bốn tiền nào đẻ trả lại cho. Rồi, đó xong. Dạ mẹ ơi, đưa cho con lại tiền mừng cưới. Đưa lại tiền mừng cưới ha, nó có biết là tiền đãi tiền đám cưới là tôi trả không? Lỗ quá trời luôn, giờ tôi lấy lại là coi như là chưa có huệ vốn luôn á. Dạ để cho hai vợ chồng con ăn. À làm ăn hả? Mình tính làm gì đó tôi nghe coi. Dạ cái đó con chưa biết. Dạ cái đó con chưa biết. Không chưa biết tôi chưa được. Chừng nào biết mình làm gì cho số tiền đó thì tôi mới được. Và bây giờ không để cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời nhà trai và nhà gái chúng ta cùng tháo mặt nạ đó nào. Hai bạn, xin mời mình giới thiệu về bản thân mình ạ. Chào mọi người, mình là Trần Thế Trường, sinh năm 1990, nhà quê Hóc Môn. Hiện tại công việc của mình là gì ạ? Nó sẽ nâng trong tiệm thuốc lá. Tạo công việc này được bao lâu rồi ạ? Làm được 2-3 năm. Rồi, xin mời chị giới thiệu về bản thân mình ạ. Dạ, em chào chị Thanh Trần, em tên là Trần Thị Huy Trang, sinh năm 1995. Hiện tại em đang làm chụp ảnh thẻ tại nhà. Đó là công việc này mình gắn bó được bao lâu rồi ạ? 2-3 năm gì vậy? Mình chụp và mình rửa luôn á, là mình là làm hết các khâu luôn hả chị ha? Mình ở quận mấy ạ? Dạ, quận Tân Phú. Gia đình của mình là hiện tại là có bao nhiêu anh chị em ạ? Dạ, em có 2 chị em. 2 chị em. Em gái sinh năm 98. Dạ. Rồi, không biết gia đình của mình là có bao nhiêu anh chị em anh hả? À, có mình với chị của mình là cách nhau 1 tuổi. Hiện tại là chị của anh là đã lập gia đình chưa? À, có lập gia đình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Xin mời anh. Mình hiền ít nói, trong công việc thì mình chăm chỉ, siêng năng chăm chỉ trong công việc. Còn sở thích của mình nè? Sở thích của em là xem phim, nghe nhạc. Mình có nhậu nhẹt đúng không anh? Cũng có ít nè, tại ví dụ như mình giữ mối quan hệ thì mình uống. Còn tật xấu của mình thì sao? Công việc của mình thì mình sắp đặt vậy nhưng mà ví dụ như mình nói sai mình hơi nóng một xíu. Không, em không tin là nóng tính đâu. Cái này là chắc là ấm ấm thôi chứ không có nóng đâu. Rồi thí dụ như giờ hiền quá đi, rồi có cho ai mượn tiền rồi xong người ta quỵt mình cái mình không làm gì luôn không? Có không ạ? Trời ơi, hiền quá vậy mà kêu nóng tính, nóng chỗ nào luôn. Có nhiều người ngộ lắm, đi lên giả bộ kêu nóng tính như có nóng đâu, không có nóng chỗ nào hết trơn. Nhưng mà bị giật nhiều tiền không anh? Không, cũng vài trăm à, ít à. Vài trăm ngàn hả? Thì cũng được, có gì đâu trời. Thôi cho luôn anh ha, kể đi. Bây giờ mình có thể chia sẻ về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình không chị ha? Dạ, ưu điểm của em là hiền, vui vẻ, hòa đồng, ít nói. Còn về sở thích thì sao ạ? Dạ, sở thích là em thích đi xem phim, du lịch, thích làm điều mình thích. Thích làm điều mình thích. Còn về tật xấu thì sao hả chị? Dạ, là hay quên, có khi anh hơi nóng tính chút. Thôi nóng tính chút sao vậy trời, sao mọi người cứ kêu mình nóng tính vậy trời. Mọi người có mường tượng được một cái người nóng tính là như thế nào không? Rất khó chịu, cọc cằn rồi hả, đụng đâu đập đó, rồi đụng đâu chửi đó vậy đó. Nhưng mà mọi người giao diện nhìn hiền muốn chết luôn mà cứ nóng tính. Chị nóng sao đâu, thử ví dụ như có chuyện gì mà làm chị bực bội quá chị làm gì? Thì em la vậy thôi. La rồi đó, bực mình quá, là nóng tính rồi đó. Rồi không biết là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi chị ha? Dạ một mối tình. Lâu không chị? Là quen lúc trước dịch rồi chia tay luôn. Là nó kéo dài được bao nhiêu lâu hả chị? Dạ tầm 3 tháng vậy. Dạ. Lý do vì sao mà hai người chia tay vậy ạ? Dạ là không hợp tính. Cũng khá là đáng tiếc. Vậy thì hôm nay mình đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa thì mình có đặt ra một cái tiêu chuẩn người yêu của mình là một người thế nào không? Dạ là người không gia trưởng. Không gia trưởng. Không hút hút. Mà em nghe bên kia có nói nhậu. Nhậu lai rai, giờ ta buồn, ta rảnh, ta nhậu xíu, xong vô ngủ rồi chứ đâu làm gì vậy đâu. Dạ. Chỉ như vậy thôi, còn ví dụ về bề ngoài mình có bao giờ mường tượng là người đó sẽ như thế nào không ạ? Cao khoảng 1m7 trở xuống. 1m7 trở xuống. Thường thường là mấy cô gái là 1m7 trở lên, còn riêng chị đây là 1m7 trở xuống. Rồi giờ 1m40 được không? Giờ 1m40 được không? Ông đúng không? Dạ. Đàn ông mà không nhậu, mà không nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, không tồn tại, không tồn tại. Người ta thường phải giỡn vậy đó, chứ tôi tin là ngoài kia vẫn có tồn tại nha mọi người, mà cũng khá là ít thôi. Anh trai mình ơi, biết là đó giờ là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi nè? Dạ đó giờ chưa có mối tình. Anh xạo hoài, giỡn hoài. Giống như mình gặp quen trên mạng thì mình gặp xong rồi chuẩn xong á đi tiếp. Là có tìm hiểu xong rồi sau đó gặp, gặp rồi sau đó là tan trường luôn, là không tiếp tục một cái gì nữa luôn. Thông thường là cái việc mà không nói chuyện qua lại nữa là xuất phát từ anh hay là từ đối phương? Từ mình, tại mình ít nói.
Cái này là ba mẹ anh là có nói gì không? Có hối thúc anh là lấy vợ thì sớm? Cũng có hối á, nhưng mà biết sao. Khi mà anh nhìn xung quanh bạn bè của mình, ai cũng đều có chồng, có vợ, rồi có con này kia, anh có cảm thấy bị bồn chồn hay là bị khó chịu không? Mà sao mà mình có lo không? Mình cũng có lo chứ, tại mình thấy ví dụ như vợ chồng mà cãi lộn nhìn cứ sợ sợ. Nhìn vợ chồng ta cãi lộn sợ sợ. Tuy nhiên là cái chuyện đó phải trải qua rồi, anh nhà nào mà không cãi lộn, nhưng cãi lộn sao mà vẫn ở tiếp thôi. Những lúc người ta yêu thương thì sao, đúng không? Vậy thì đó giờ là mình có bao giờ mình nắm tay một bạn gái đâu chưa? Vẫn chưa. Mọi người ơi, chưa nắm tay ai luôn. Giờ chưa nắm tay đi, chưa có tiếp xúc về vật lý đi, thì bây giờ mình có tư tưởng đến một cô gái nào chưa? Mình crush một ai đó chưa anh? Có, hồi đi học thì thích bạn. Đúng rồi, đi học có thích một bạn. Tới lớn là anh không thích ai luôn hả? Dạ, môi trường làm việc thấy cũng ít không có đợi. À đúng rồi. Ừ, trời ơi, may mắn quá, bữa nay là mình có một người con gái ở bên đây rồi. Lát nữa là chị gái cho phép anh trai của em nắm tay một cái để anh biết cảm giác được nắm tay người con gái đầu tiên trong cuộc đời mình được không chị? Dạ, được. Chị cho là kìa, chị cho luôn kìa, chỗ dễ thương quá à. Rồi bây giờ em hỏi nha, hôm nay mình đến với chương trình hẹn ăn trưa thì mình có đặt ra tiêu chuẩn người bạn gái của mình là người thế nào không? Đúng, bạn gái mình là hiền. Có hiền. Lễ phép với người lớn. Chắc chắn là có rồi. À, chung thủy. Chung thủy. Chị ơi, mình có tự tin mình đáp ứng đủ tiêu chí mà anh đưa ra không? Dạ có. Có, trời đúng rồi, nhìn qua chị em là thấy 100% là đáp ứng được luôn á. Còn về ngoại hình anh có yêu cầu gì đặc biệt không? Bình thường. Lùn hơn anh được không? Được, càng tốt. Nhỏ nhắn được không? Được luôn. Tóc dài được không? Được. Da trắng nha. Ok, đó là nãy giờ mình cũng trắng. Em mô tả sơ sơ về chị yêu của em rồi đó. Bây giờ nãy giờ mình cũng chia sẻ rất là nhiều về thông tin của nhau rồi ha. Ờ, lần đầu tiên mới gặp người con trai mà giữ mình kỹ đến vậy. Chẳng bù cho em, mới lớp 5 biết yêu rồi. Chẳng bù cho em, mới lớp 5 biết yêu rồi. Rồi xong rồi hả? 20 tuổi, có chồng, có bầu. Trời ơi, cũng tệ hại như em nha mọi người. Giữ mình lâu lâu xíu chứ, như em là mất giá sớm lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần gặp gỡ nhau. Ok, mà mình sẵn sàng, mình có vui không? Mình thật sự vui không? Mình sẵn sàng thật sự chưa ạ? Mình cười lên cái nha. 5, 4, 3, 2, 1. Nice. Rồi, bây giờ xin mời hai anh chị mình sẽ tặng quà cho nhau ha. Ồ, anh có hai món quà mọi người ơi. Ôi, anh chu đáo quá. Xin hỏi anh được nhận món quà gì vậy ạ? 5cm trên giày. Nó nói về gì vậy chị? Chắc em thấy nó nói về tình yêu của chị. Tại em chưa có đọc, em thấy nó hay quá em. Tình yêu nào mà 5cm trên giày vậy ta? Nghe nó ngắn ngủi sao á. 5cm trên giày không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Không biết món quà của mình là gì hả chị? Mình có thể vui ra ngay tại đây luôn ạ. À, quả địa cầu hả? Không phải quả địa cầu chị ơi, em hỏi. Em giỡn thôi, quả này quả gì anh? Cái này là đèn pha lê. Đèn pha lê, quả cầu pha lê. Lý do vì sao mình lại tặng quả cầu pha lê vậy ạ? Mình muốn tặng điều may mắn đến nhé bạn nữ. Rồi bây giờ quà thì cũng đã trao rồi, chúng ta sẽ đến với game đầu tiên. Trên tay của Thanh là một dĩa gừng. Người ta thường hay nói là gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Muối thì chưa kịp mua, nhưng mà gừng thì có ở đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Trên tay của Thanh là những thẻ bài, bên trong có những yêu cầu. Thì bây giờ bạn nữ sẽ đút gừng cho bạn nam, và bạn nam cũng sẽ đút gừng cho bạn nữ. Và sau đó cả hai cùng chọn ra một thẻ bài để mà thực hiện thử thách hoặc là trả lời câu hỏi trong này ha. Mời anh trước nha, anh đàn ông anh làm trước đi ạ. Anh cười miết, anh trai em cười miết. Cần tới. Tới, phải tới, buộc phải tới. Rồi, cảm ơn ạ. Mẹ chồng của bạn không giúp lại thản nhiên đòi tiền vàng mừng cưới. Hai vợ chồng phải xử lý như thế nào? Chị sẽ làm sao? Không biết. Không biết, không có nhớ. Giờ sao chị? Đưa đây, đưa vàng đây cho tôi. Con nít con đồ giữ cái gì? Giữ cho. Mốt chừng nào đẻ là tôi trả lại cho. Mốt chừng nào đẻ là tôi trả lại cho. Rồi, thì nói sao? Dạ mẹ ơi, đưa cho con lại tiền mừng cưới. Đưa lại tiền mừng cưới hả? Rồi con có biết là tiền đãi tiền đám cưới là tôi trả không? Lỗ quá trời luôn, giờ tôi lấy lại là coi như là chưa có huề vốn luôn á. Dạ để cho hai vợ chồng con làm ăn. À, làm ăn hả? Mình tính làm gì nói tôi nghe coi. Dạ cái đó con chưa biết. Dạ cái đó con chưa biết. Không chưa biết, tôi chưa đưa. Chừng nào biết mình làm gì với số tiền đó thì tôi mới đưa. Rồi bây giờ con trai của mẹ
con thấy mẹ làm vậy đúng không? Mẹ làm vậy sao đúng được? Mẹ làm vậy sao đúng được? Con sống đúng chết rồi. Thôi rồi con trai phản tôi rồi. Nhưng mà giữ tiền vàng giùm con nè. Con không biết mẹ chi tiêu đó giờ là tiết kiệm lắm luôn á con. Không có tin mẹ gì hết trơn rồi. Chứ bây giờ con muốn sao? Con muốn sao? Giờ mẹ đưa tiền cho con nha, mà con đừng đưa vợ con. Mẹ đưa con thôi. Vậy sao? Không được hả? Thế giờ con muốn sao con nói cho mẹ biết đi. Ủa con để con ra tới chừng này nó thương mình. Không biết thương mình. Giữ có mấy miếng vàng, giữ có mấy trăm triệu. Thôi giờ con muốn sao nè? Thì mẹ mình cũng không có dạy đến miếng sao. Mẹ mình cũng không có dạy. Chết rồi, khúc này cô chưa dạy hả? Nhưng mà thí dụ lỡ như anh bị đặt vào tình huống này thì sao? Mình uyển chuyển lên nào, tử phẩm sắp hết rồi. Ví dụ như hai người mà đều không chịu thì thôi, hai người chia đôi. Thôi, hai người chia đôi. Hai người chia đôi. Không biết mình có chịu không ạ? Phương án này mình có chịu không? Dạ được, dạ được. Được luôn. Đó là hiền quá rồi, thôi nói làm gì nữa giờ, dễ thương quá hết mức luôn rồi. Nhưng mà mẹ nói vậy thôi, để trả lại nè. Mẹ thì mẹ đâu có cần, ba đồng bạc lẻ mẹ lấy làm gì cũng biết. Rồi xin mời chị, mình đút gần cho anh trai của em nha. Đòn nhận luôn. Cay không chị? Cay vậy. Cay hả? Cay ăn hết miếng nha, ấm bụng. Rồi em mời anh, chọn nào? Chọn cái đỏ. Rồi. Kế hoạch cuộc sống ngắn hạn và dài hạn của bạn là gì? Ngắn hạn thì là trước mắt là mình sẽ quen nhau trước, hẹn hò. Ví dụ như trong vòng vài tháng, ví dụ như bạn muốn tiến tới hôn nhân thì mình đồng ý. À, tiến tới hôn nhân là sẽ đồng ý luôn. Nhưng mà mình sẽ là người lo cho cái việc tổ chức lễ cưới đó. Và cả việc chụp ảnh cưới, các thứ là mình sẽ lo cho vợ mình đúng không ạ? Dạ. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng về kinh tế chưa? Cũng có. Cũng có rồi hả? Trời ơi, anh trai tôi là quá tự tin rồi. Đã khoảng bao nhiêu bàn anh? 100 bàn. Cả đó dưới. Dưới 100 bàn cụ thể là bao nhiêu à? 50-60. 50-60, trời ơi, mối quan hệ nhà anh này rộng quá trời rộng rồi. Xưa là đám cưới em là được có hả 20 bàn là hết đát luôn rồi đó. À, quên nữa, là anh là ở Hóc Môn hay Củ Chi quên rồi? Hóc Môn. Còn chị là ở Tân Phú. Vậy thì khoảng cách về địa lý giữa hai nơi vậy anh cảm thấy là xa hay gần? Gần. Gần hả? Nếu như mà sau này cưới là anh có tính là mình sẽ ra ở riêng không? Dạ không, ở với gia đình. Ở gia đình hả? Là vợ và làm dâu. Còn ý kiến của chị như thế nào? Dạ được. Được luôn. Trời ơi, chị của em dễ thương. Khó cái gì cũng dạ được. Được, được. Không có muốn tranh luận gì với anh luôn hả? Về làm rể cho tôi. Không hả? Về làm dâu vẫn được đúng không? Ở riêng cũng được, về làm dâu cũng dạ, được. Dạ được. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiếp theo ạ. À? Miếng gần tiếp theo ạ. À? Mời anh đút chị em. Một tay đút gần, một tay đưa thiệp. Trong các công việc nhà bạn, thích làm công việc nào nhất? Hãy liệt kê cho biết tại sao. Em thích lau nhà. Thích lau nhà? Dạ, quét nhà. Quét nhà. Nấu nướng cũng biết chút chút. Biết dạ. Chút chút. Dạ rồi. À, sau này là có mình có tự tin là mình có thể nấu cơm cho chồng con ăn không ạ? À? Chưa biết. Trau dồi thêm vẫn được đúng không chị? Dạ. Thì giờ chị cũng 29 tuổi rồi, mình cũng cố gắng trau dồi về cái kỹ năng nữ công gia chánh của mình ha. Để dạ. Ngày càng hoàn thiện hơn. Rồi, tới anh à. Đây, chị yêu. Đút ảnh giùm em với nha. Trời ơi, tình cảm quá. Tình cảm quá nè, của anh nè. Bạn nghĩ gì về tình bạn giữa chồng hoặc vợ của bạn với một người khác giới? Bình thường á, nói gì? Bình thường là nói gì đâu. Là có gợn lên cái sự ghen tuông không? Nếu đã coi là bạn thì còn gì mình đâu có nét mấy đó được. Vậy thì em hỏi chị là mình có bạn thân là người khác giới không chị? Dạ có cũng được mà phải có chừng mực. Bản thân hiện tại chị có bạn thân là người khác giới không? Dạ có. Mày mày tao tao. Ít. À có mà ít hả? Dạ. Có thân lắm không chị? Dạ không. Không thân lắm. Rồi vậy thì chị nghĩ thế nào nếu như mà chồng của mình có một bạn nữ là người khác giới? Dạ về em sẽ hỏi chuyện. Dạ em sẽ hỏi chuyện. Tôi khúc này bắt đầu lộn cái sự khó rồi nha, bắt đầu khó khăn lên rồi nè. Rồi bây giờ mình hỏi sao? Hỏi quen bao lâu rồi khi nào? Dạ. Rồi trả lời xong hết những cái đó rồi xong rồi chị nói gì, chị chốt hạ một câu là gì? Em sẽ chia tay. Nếu như mà chồng mình còn qua lại với người phụ nữ thân thiết đó thì chị sẽ chia tay. Dạ. Nhưng mà chị có bạn thân là con trai mà. Mình cũng cho chồng mình có người thân là người bạn thân là con gái luôn. Dạ thì có mà chừng mực. À chừng mực thôi đương nhiên rồi. Thì người ta nhiều khi là đi với nhóm bạn nè, đi ăn đi uống, hát karaoke, xong về hết, học lớp đó vậy đó xong cái về. Đúng không anh? Mà xui cái mà mình không có. Mình có. Xui cái mình không có. Tiền bạn sau chiến biết nữa. Rồi giờ giả sử đi, bắt gặp ảnh đi chung xe với một bạn nữ rồi đó, không thân. Bạn nữ đó có chủ động
ôm ảnh. Khi ấy chị có đánh ghen không? Hay giờ chị kể lại với mẹ chồng? Cái đó em không đánh ghen mà em về em kể. Em về kể. Chị cảm thấy sức mình đánh không nổi. Em không có đánh ngoài. Về nhà mới đánh? Dạ, về nhà em sợ. Về nhà em sợ. Biết bả mà tức lên bả sao, nó trời nhìn bả hiểm chết luôn nhá. Về xử sao nhéo lỗ tai. Đau, đau, bụng nào, nãy con nào ôm đâu, đưa đây, tôi cào. Mình dữ lắm không? Dạ, hơi hơi. Hơi hơi. Về mét mẹ chồng. Nhỏ đó mẹ, tiếp cận chồng con thấy nhỏ nó chủ động với chồng con đó. Rồi bây giờ chúng ta đã trải qua xong mini game đầu tiên thì em thấy là anh chị của em vẫn chưa nói gì nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần ăn trưa ngay tại nhà hàng Bisman Sky và xin mời anh chị dùng bữa ngay tại đây, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trò chuyện với nhau về cuộc sống nè, về gia đình nè, về định hướng tương lai ha anh chị ha. Rồi em mời anh chị qua đây ạ. Sống với mẹ. Dạ. À, sống với mẹ là ở trên đây luôn. Dạ. Ba mẹ mình cũng có chia tay rồi nhưng mà nhà hàng gần nhau. À, dạ. Mà anh làm công việc ở đây lâu chưa? Mình làm 2-3 năm rồi. À, bạn ăn đi. Dạ. Bạn luôn. Để mình tắn. Em nghĩ mình quen nhau bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp á thì 1 năm rưỡi. Ừ. Vậy còn anh không? Anh thì cũng được, 1 năm rưỡi. Ví dụ như quen nhau bạn mình qua nhà bạn rồi có ngại không? Dạ, tại ba mẹ em dễ lắm. Ủa anh ở Hóc Môn là lên đây sao? Môn đi qua đây là nửa tiếng, mình mà qua bên nhà bạn chắc chừng 20 phút. Mình không ngon nhưng mà mình giáp ranh với quận 12 á, bởi vậy gần lắm. Nguyễn Thủ. Anh có thích bạn gái mà kiểu như trang điểm đậm này nọ không? Anh thích trang điểm mình nhạt nhạt. Rồi, tại em không quen trang điểm đậm á. Chứ bình thường ở nhà hay đi đâu chơi là không tốt. Này là chương trình trang điểm. Dạ đúng rồi. Chứ anh giống như là đi chơi á, đi chơi này nọ thì em không có trang điểm, chỉ có khi nào mà đi tiệc á. Dạ, thì mới trang điểm thôi. Công việc của anh là anh làm giờ hành chính không? Đúng rồi. Mình làm giờ hành chính mà dạo này mình đang chinh ninh cho bạn mới vô á. Mình đi ca chung để mình hướng dẫn. Mình đi buổi sáng sớm. Dạ. Ủa, công việc đó có làm tăng ca không? Có thằng ca nhưng mà trễ lắm thì gần 4 giờ, bên mình sắp xếp được hết. Có giờ bạn có quen mấy người à? Quen một người à. Và tại sao mình chia tay vậy? Anh là không hợp tính, với lại bạn đó hơi gia trưởng. Tại em sợ người gia trưởng. Tại vì người ta cũng muốn mình là nhất nên người ta không lo cho người khác. Bạn ăn đi. Dạ. Sẽ đẹp hơn tại đèn nhiều thành phố. À, sau khi mà hai anh chị đã dùng bữa ngay tại nhà hàng Bisman Sky thì không biết là mình suy nghĩ thế nào về đối phương ạ? À? Thấy bạn nữ rất là hiền. Hiền. Mình rất thích. À, rất thích. Rồi anh ấy đã nói rất thích. Hai câu này giá trị lắm rồi, không cần hỏi thêm gì nữa rồi chị. Em thấy anh bên kia thấy hiền với lại chững chạc, dạ thấy thích. Rất thích. Dạ. Rất thích luôn đúng không? Rất thích luôn đúng không? Rồi vậy là nãy giờ là em nghe được hai câu này là em yên tâm rồi. Quá yên tâm rồi. Nhưng mà để thêm phần yên tâm hơn nữa thì em xin phép được mời phụ huynh của cả hai anh chị lên. Nghe nói hình như là hôm nay mình có dẫn phụ huynh lên đúng không ạ? Anh dẫn theo ba hay mẹ? Dẫn theo mẹ. À anh dẫn theo mẹ, còn chị? Dạ em dẫn theo ba. Trời ơi, hai ba mẹ luôn ơi. Xin mời lên đây đi ạ. Dạ con mời cô chú lên đây ạ. Dạ.
Cảm ơn cô chú nha. Quá rồi, xung dày quá rồi. Chào bác. Xin chào mọi MC Linh Nguyễn. Dạ. Mình là con nhà ba của bé Trang. Dạ. Thì cũng cảm ơn chương trình tạo cơ hội cho hai cháu nó gặp gỡ đây, là thì cũng mong hai cháu nó cảm nhận với nhau để đi đến hạnh phúc. Cũng cảm ơn chương trình nhiều ạ. À. Dạ, dễ thương quá. Còn cô có gì muốn chia sẻ không? Dạ, tôi đây là phụ huynh của em Trần Thế Trường. Đây cũng có lời gửi lời cảm ơn tới nhà hàng. Cảm ơn rất nhiều. Trời ơi, lên đây mới lần đầu lên chương trình đúng quá cô ha. Không biết nãy giờ ở dưới là cô có quan sát suốt cái cuộc trò chuyện của hai anh chị không ạ? Có. Dạ, cô cảm thấy chị như thế nào ạ? Thấy hai cháu cũng dễ thương. Thì cũng xin phép bên anh đó cho hai cháu nó qua lại tìm hiểu nhau. Đó, thì nói chung bây giờ tụi nó cũng lớn rồi, tụi mình cho tụi nó thoải mái tự do chút. Dạ, chú thì sao ạ? Mình có ý kiến. Thì cũng mong hai cháu nó cho nhau cảm nhận nhìn để đi đến hạnh phúc. Rồi cũng cảm ơn chương trình giúp đỡ hai cháu nhiều ạ. À, vậy là cũng là đồng thời là cô chú cũng đã xác nhận là sẽ cho phép là cả hai có thể tiến tới tìm hiểu nhau và thậm chí là có thể là tiến tới hôn nhân luôn đúng không ạ? À, đúng không ạ? Còn cái duyên thì hai cháu. Dạ. Thì đó, khi mà mình nghe như vậy là mình sẽ càng thêm phần an tâm hơn nữa và hy vọng là sẽ có một cái kết đẹp dành cho hai anh chị ha. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều ạ. Dạ. Ba mẹ quá dễ thương luôn rồi mọi người ơi. Lên đây là không có nhận xét anh như thế nào hay chị như thế nào, không có hỏi cung, không có hỏi một cái gì hết trơn á. Lên là chỉ có ok, tới đi con. Quá dễ thương rồi. Bởi vậy cái tiểu phẩm hồi nãy mẹ lấy lại vàng là không có nha, không có thật nha. Vui lòng không làm theo ạ. À. Bây giờ chúng ta đã đến giây phút quyết định rồi. Từ nãy giờ mình đã có một cái buổi hẹn ăn trưa, mình cũng đã có những cái sự tìm hiểu về thông tin của đối phương và cũng giống như là những cái định hướng tương lai, thậm chí là cũng đã có cái gật đầu đến từ ba mẹ rồi. Thì không biết anh chị hôm nay chúng ta quyết định như thế nào, hy vọng là sẽ có một cái kết đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Em mời anh chị đặt tay lên chiếc nút này ạ. À. Hôm nay mình rất là có duyên gặp nhau nha. Em xin phép đếm. 5 4 3 2 1 1 xin mời. Mà sao nãy giờ thiệt luôn, biết họ đang vui đang buồn luôn. Rồi em mời anh chị mình qua bên đây ạ. À. Mọi người ơi, họ đã thành đôi rồi. Ngay từ đầu anh ấy có chia sẻ từ đó đến giờ anh ấy chưa bao giờ nắm tay ai. Thì cũng nhân dịp ngày hôm nay xin mời anh chị mình hãy cùng cho nhau một cái nắm tay. Còn để làm cho nó tuyệt vời lên, anh thăng hoa lên. À, trời ơi, tuyệt vời. Đây là một cái kỷ niệm không bao giờ quên được của hai anh chị ngay tại nhà hàng Miss Man Sky Restaurant and Lounge. Bây giờ em xin phép được phỏng vấn về cái nắm tay đầu tiên và nụ hôn đầu đời của anh. Dạ, xin mời anh chia sẻ. Sao mà thấy tay bạn lạnh? Tay bạn lạnh. Ta rung anh ơi, rung. Còn mình sao? Rồi. Cảm ơn hai anh chị vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham gia chương trình. Và cảm ơn cô chú vì đã theo dõi suốt ngay từ đầu đến bây giờ luôn ạ. Rất là vui ha cô chú ha. À, chương trình hẹn ăn trưa của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Và bây giờ Thanh Trần. À, Trần Thái Trường. Dạ. Huỳnh Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình hẹn ăn trưa. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Bà Mối Hẹn Hò. Xin cảm ơn nhãn hàng cốt súp gà của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17h40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình được phát sóng vào lúc 12h trưa thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Kính thưa quý vị, mỗi tuần chúng ta sẽ được gặp nhau và sẽ lắng nghe những cái chia sẻ của những người họ đăng ký tham gia chương trình. Họ là những người đang còn cô đơn và đang loay hoay tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Hãy tự tin lên nhé, bởi vì cuộc đời sẽ còn có rất nhiều cơ hội đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Và hãy gặp ngay bà Mai và mối Cát Tường rất là mát tay này. Và ngày hôm nay hy vọng là tôi cũng sẽ làm mai mối được cho một cặp đôi. Một anh thì đang ngồi đây rồi, Tường sẽ ra ngoài và đưa cô gái vào nhé. Rồi, ngồi xuống
Rồi, được chưa? Đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ thì mời hai bạn sẽ nói thật to, thật rõ để cho đối phương có thể nghe được lời giọng nói của mình qua cánh cửa trái tim này nha. Rồi, mời anh giới thiệu trước nè. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình. Em tên là Lê Văn Đức. Lê Văn Đức. Dạ, sinh năm 1979. 1979. Dạ. 1979 là năm nay 33 tuổi, 43 tuổi phải không? Dạ. Rồi, quê mình ở đâu anh Đức? Dạ, Tây Ninh chị. Tây Ninh. Dạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Em thì làm nông, không chị làm ruộng với có đi gặt lúa thôi chị. Làm nông, gặt lúa, dạ. Vậy là khỏe dữ lắm đúng không? Mạnh khỏe đúng không? Dạ. À, nhưng mà mình ở Long An là ở chỗ nào? Tây Ninh chị. À quên, ở Tây Ninh là ở chỗ nào? Ở Bến Cầu chị. Bến Cầu. Vậy là hôm nay mình từ Tây Ninh chạy lên đây ghi hình. Dạ. Ồ, mình đăng ký chương trình lâu chưa? Nay cũng năm mấy rồi chị. Đăng ký một năm mấy rồi, bữa nay mới được mời lên quay. Dạ. Ờ, chắc yêu cầu khó lắm hay gì, ta không tìm được. Tâm hổng cũng có chương trình có gọi mà bà em qua phành á, rồi không có đi chị. Ba sao? Ba bị chết. Ờ, ba mất cho nên là dạ, không đi được. À, rồi hôm nay mình mới quay lại ha. Dạ. Thôi xin chia buồn với em nha. Dạ. À, rồi, rồi thì điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em thì công việc thì nhiệt tình trong công việc chị. Gì nữa? Trời, tụi em chân thất mà. Chân chất thật thả, nói vậy? Em nông dân mà chị. Nông dân ha? Dạ. Có sao nói vậy? Đất nhiều không? Dạ, cũng 4-5 mẫu hả chị? 4-5 mẫu? Dạ. Nhà mình đông anh chị em không Đức? Dạ, nhà em 2 trai 2 gái chị. 2 trai 2 gái, rồi lập dạ, gia đình hết chưa? Dạ, hết rồi chị. Hiện tại em sống với ai? Mẹ? Dạ, em sống với mẹ, với em bị gãy đổ hết lần rồi chị. Bị gì? À, bị gãy đổ hết một lần rồi. Dạ. Có cháu nào chưa? Dạ, em 3 đứa con. 3 đứa con? Dạ. Ở với mẹ hay ở với em? Em 2 đứa, bà xã em đứa. Dạ, 3 đứa là nhiêu tuổi, nhiêu tuổi, nhiêu tuổi? Đứa lớn em 16 rồi, kế dạ, nó 14, kế nó 12, 12. 11. 11. Dạ. Là đứa út ở với mẹ? Dạ. 2 đứa lớn ở với em? Dạ. Trai gái? 2 trai 1 gái gì? 2 trai 1 gái thì là em là 2 đứa trai luôn. Dạ. Thằng trai đứa gái gì? À, em là thằng trai đứa gái, còn trai út là ở với mẹ đó. Dạ. Mẹ ở gần đó không? Nó có mà hai bên có qua lại chăm sóc con cái không? Dạ không, chị có con chở nha, rưa rước về, có về nhà thăm nhà chứ em cũng không có đi. À, không có lên trển. À, đi trển là đi đâu? Đi lên trên vợ á. À, vợ nhà, nhà vợ cũ xa lắm hả? Dạ cũng gần chị. Mà không có thăm, không có qua lại gì hết. Qua lại hoài mà lên hỏi bà già vợ không trả lời, rồi không có. À, không có lên nữa. À, không có lên nữa. Dạ. Chị ly hôn bao lâu rồi? Hôm nay 17 năm chị, 2 năm chị. Ồ, ly hôn lâu dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi chút xíu nữa chị sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái chuyện này nha. Dạ. Rồi bây giờ chào em gái nè, ngồi thẳng lưng lên cho đẹp em gái ơi. Rồi mình là giới thiệu mặt mình nha. Rồi nói lớn lên xíu nữa. Tây Ninh luôn, 41 tuổi về Tây Ninh luôn. Tây Ninh ở chỗ nào? Ngồi vào Cẩm Giang cũng gần bên mình chỗ mình không? Dạ cũng gần. Cách nhau bao xa? Cũng 20 cây số. 20 cây số, vậy là cũng dễ ha, dễ cho chuyện hẹn hò. Nghe Tây Ninh là phái rồi ha. Dạ. À, rồi à, em đang làm công việc gì? Nói lớn lên Cương ơi, nói nhỏ xíu làm sao bên đây nghe? Không nghe gì hết á. À, hiện tại em đang sống với ai? Ba mẹ đâu? Ba mẹ mất rồi, sống anh thứ hai. Nhà mình đang có chị em không? 5 người. Rồi những người kia là có gia đình hết rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Vui vẻ, hòa đồng, rồi nhút nhát thì đập chạm. Biết vậy có gì đâu, nhút nhát tự tin lên, nhanh nhẹn lên một chút nha, tự tin lên, nói lớn lên thì mới nghe được. À, nãy giờ em nghe cái hoàn cảnh gia đình của anh bên này không? Rồi em suy nghĩ như thế nào, em có ngại gì không? Hơi ngại. Cho chị hỏi một cái, em 43 tuổi rồi là em đã có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Chưa trải hôn nhân. Tôi lên nghe bên này có ly hôn rồi, ba đứa con là hơi ngại đúng không? Bây giờ em ngại cái gì, em nói thiệt chị nghe coi, nói lớn lên, ngại gì nè? Thank you.
em biết nói sao, không biết sao giờ chị Tường nói cho em nghe nha không? Giờ chị Tường vẫn lớn hơn em, dù em bốn mấy tuổi chị Tường vẫn lớn hơn em. Thì giờ chị nói em nghe, trước khi em đến tham gia chương trình, em biết mình là năm nay là em nói bao nhiêu, em mới bốn mấy, 41 tuổi. Là em biết cái tuổi này người ta mình còn không có việc cho chồng có con hết rồi đúng không? Mà bây giờ em chưa có kết hôn lần nào. Bây giờ em đăng ký tham gia chương trình, mà bây giờ em nghĩ thử coi về cái tuổi bằng em lớn hơn em thì có cái ông nào mà chưa có gia đình, chưa có vợ có con? Cái ông nào bốn mấy tuổi mà chưa lập gia đình thì em cũng phải coi lại ông có vấn đề. Cho nên mình phải hiểu vấn đề là bây giờ cái tuổi của mình là chỉ còn cả người đã từng đẩy đổ thôi, làm gì có trai nào mà còn nguyên một tâm để giành bé, cho nên đâu có gì đâu ngại đúng không? Không lẽ bây giờ em muốn kiếm người bốn mấy tuổi mà chưa có gia đình ở đâu ra? Hay em muốn quen trai nhỏ hơn em 15-20 tuổi mà nó đủ khả năng thì tôi còn làm chưa được chuyện đó nữa mà. Cho nên là mình phải hiểu vấn đề là cái người đàn ông ở cái tuổi của mình bắt họ phải đã đẩy đổ rồi. Cho nên là em đừng có ngại vấn đề đó. Còn cái chuyện về con cái thì mình phải hiểu là con nít không có tội, do ba mẹ để cho con cái nó phải sống một cái người cha hai người. Thì con nít thì mình yêu thương đó, mình giáo dục mình dạy dỗ nó thì nó sẽ yêu thương của mình. Bây giờ văn minh rồi, không có cái gì mà phải ngừng lại với chuyện đó. Cái em cần quan tâm là cái người đàn ông đó ra sao, tính tình như thế nào, có yêu thương em hay không. Chứ còn bây giờ chị nói thẳng, đến nay giờ chưa tìm hiểu, bây giờ em 41 tuổi nè, rồi kiếm người chưa có vợ thì kiếm em là chắc là chương trình kiếm ra khó lắm. Đúng không? Cho nên không có gì ngại hết nha. Mở lòng ra một chút xíu để cho mình cái cơ hội. Còn không cho nữa là mình hút luôn đó. Cơ hội không có đến nhiều lần nha. Rồi, bây giờ là nói một chút xíu cho mấy chị nghe về tình trường của em nè. Em trải qua mấy mối tình rồi. Một mối tình, hồi nào? Em bán buôn bán ở chợ mà em nói nhỏ xíu vậy rồi em buôn bán kiểu gì? Em bán cái gì ngoài chợ? Bán tạp hóa vậy thôi, là nói gì rồi sao người ta nghe? Trời đất ơi, rồi sao? Trời đất ơi, ngồi sao em cái không con? Em bận bận là con ở đó vẫn chưa có được con. Tại vì anh phải làm ruộng nữa. Em không muốn làm ruộng. À vì anh có vợ. Em ngại. Thôi thì chị rất là tiếc, thật sự hôm nay Tường cũng rất là tiếc. Tường mọi người xem thì mọi người thấy là Tường cũng đã cố vun vén vào cho cặp đôi này. Nhưng thật ra mình cũng không ép được. Mình không thể nào ép được đâu quý vị. Vì họ phải thật sự có cảm xúc, họ đến với nhau nó mới đẹp được. Còn mọi thứ ép buộc thì nó sẽ không có được. Mình người ngoài mình có thể nhìn bằng cái sự quan sát, cái lý trí thì mình thấy là có thể phù hợp. Nhưng mà cái tình yêu mà nó là cái lý đẹp của con tim, mà cái con tim thì nó khó điều khiển được lắm. Thôi thì hôm nay có thể là cái may mắn nó chưa đến với các bạn trong cái tình duyên. Và qua cái chương trình này thì tôi nghĩ rằng là tại sao tôi hỏi kỹ thông tin của hai bạn. Những ai nắm đang theo dõi chương trình và cảm thấy mình phù hợp với một trong hai đối tượng trên này thì mình cũng có thể gửi thơ về cho chương trình để mình xin được kết nối. Và tôi cũng hy vọng là các bạn đều là những người đáng được thương. Ly hôn hay là ba con gì cũng không phải là vấn đề đâu, tại mình chưa tìm được đúng cái người thôi. Ngay cả em cũng vậy, cũng rất là lớn rồi, hãy ráng đi ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, dạn dĩ hơn để mở rộng cái mối quan hệ thì mới dễ dàng tìm kiếm một người yêu thương của mình nha. Rồi mời hai bạn đứng lên ạ. Ông đứng che cái điều của tôi rồi. Tôi cũng hy vọng rằng là sau cái chương trình phát sóng ngày hôm nay, các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Hôm nay thì đừng buồn nhé. Đối với cặp đôi không thành công thì cũng đừng lo, bởi vì chương trình sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó là một cái gói Ruby ứng dụng của vừa ra mắt mang tên là Speakable. Đây là một cái ứng dụng hẹn hò với một cái môi trường là an toàn nè, nghiêm túc nè và thân thiện, giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Và trong cái ứng dụng này các bạn cũng sẽ được gặp gỡ ông Mai và bố rất là duyên dáng. Và bây giờ thì tôi cũng xin thay mặt chương trình nha, xin gửi tặng cho hai bạn. Đây là
sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn của mình được thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không có dụng cụ bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Đây, gửi tặng cho em luôn. À, kính thưa quý vị, chúng tôi rất là tiếc nhưng chúng tôi cũng đã làm hết sức rồi. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ cảm nhận được sự cố gắng của các tường cũng như là những người thực hiện chương trình. Hy vọng rằng quý vị vẫn luôn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì các tường xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng cốt súp gà của Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình. Đừng quên giờ phát sóng của chương trình Hẹn Ăn Trưa nhé, 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 12 giờ trưa thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và bây giờ thì các tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không được. Xin lỗi lại. Gấu, nói luôn nha, đây là tặng con gấu. Rồi. Em chào anh không về anh tặng con gấu đây anh. Em cảm ơn. Em nay gấu của em cũng quên để em tặng về cho anh sao. Đứng đó luôn đi. Là đứng vô thử coi người đàn ông này cái chiều cao vậy lý tưởng với mình chưa? Chưa. Đứng sát vô. Nè, em nhìn kỹ thoại coi. Thấy sạch sẽ không? Dạ. Hả? Dạ, bê bối không? Dạ, không. Được không? Dạ được. Cũng đẹp trai lắm á, hiền lành luôn. Người bình định, thật thà, chất phác, hiền lành lắm. Dạ. Nhưng mà phải nói là rất là giỏi nữa ha. Coi như là lập nghiệp rất là tốt luôn á. Bạn này mười bao nhiêu năm ở thành phố Hồ Chí Minh này? Gần chục năm rồi. Gần chục năm, đúng gần chục năm luôn. Dạ. Rồi hai bạn về đây ngồi để nào. Đây chị cầm cho. Điện thoại. Chị thấy em có cái thư đó. Em có muốn đưa cho bạn trai liền không? Hay là cuối chương trình? Dạ để em tự đọc. Rồi nè. Đó. Hỏi thấy cô gái sao? Khi nào muốn đọc thì đọc. Thương. Hả? Vợ thương. Nói đi nói chứ cũng đi. Thấy cũng được hiền lành mà vợ thương. Đẹp. Cảm ơn anh. Nói đi. Em cái chơi sao đủ đi chơi sao? Có giúp em cho cơ hội một tuần thì khi nào rảnh thì em cho cơ hội anh đến tới hôn nhân. Gì mới con tuần đó hôn nhân? Đâu đi đến em đến đưa đi chơi. Đi chơi. Ừ. Gì mới tuần được cho cơ hội tuần hai lần cũng được gặp, anh. Có khi do anh ở xe ấy, cho anh gặp một hai lần cũng được. Tại lâu thì anh cũng bận công việc ấy, chứ không phải đi nhiều. Chứ mà em ở Sóc Trăng thì đường nói thì anh còn biết không ở em nhà bè, ở nhà bè quê là Sóc Trăng thôi, nhà bè Thủ Đức rất là gần luôn. Không biết đó, vậy thuận lợi chưa thoại? Thuận lợi. Rồi hỏi bạn gái thích đi chơi đâu giờ, nếu như bạn gái thích đi chơi ở đâu hay không? Em thích đi chơi không? Đi chơi ở đâu cũng được anh. Thôi. Đi cà phê hay là đi đâu đó chơi. Ừ, vậy cũng được. Để em nói em đi mấy giờ ngày mấy? Thì chừng đó thì để mình coi cho cơ hội mình đón hẹn hò rồi mình đi chơi. Dạ. Em ở xã nào nhà bè? Dạ xã Nhân Đức. À xã Nhân Đức. Ừ. Em có biết xã Nhân Đức không phải? À, không, do em không biết được, do có xe với mình không biết, do không biết được. Bây giờ nè, em biết đường Nguyễn Văn Linh không? Em biết Phú Mỹ Hưng không? Biết thì biết, chứ mà do xe nó nhiều mình phải đi ráp lần mình mới biết được. Xe đi ráp một lần hả? Đi xe taxi á, được. Trời ơi, phải tự đi xe đi mày mò chứ. Do em đầu tiên em không biết được. Xe không biết được luôn hả? Đường nó rộng nhiều, rộng quá. Em không 10 biết. Năm mà không biết. Bây giờ là em đồng phải tự đi xe máy qua Phú Mỹ Hưng. Cách Phú Mỹ Hưng khoảng 5 cây số gì đó là Nhân Đức, thí dụ vậy chẳng hạn cho dễ hình dung ha. Rồi. Sau này anh có thể chuyển về quận 7 hoặc nhà bè anh làm được. Được. Em muốn sao thì anh cũng chịu hết á. Trời ơi. Vậy mà ông kia cũng chậm đó. Anh là chưa có gia đình luôn. Chưa không? Trai tân đó. Hồi đó giờ quen hai mối tình rồi. Mà gọi là cũng chưa có kinh nghiệm gì yêu đương đâu. Có nắm tay con gái chưa? Chưa. Gì? Ý là hồi cũng mấy... Cũng mấy tại...